Chúng ta bắt đầu chinh phục cái đề thi giữa học kỳ 1 trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội năm học 2023, năm học 2024. Và đề này là đề giữa học kỳ 1 của Hóa lớp 11 nhá. Ở đề thi của chúng ta thì được chia thành hai phần, một phần là phần trắc nghiệm có 28 câu và một phần là phần tự luận. Nội dung của đề thi thì nó sẽ bao hàm là cái chương số 1 và chương số 2 của Hóa lớp 11. Rất mong muốn là khi mà thầy giải cái đề này thì các bạn có thể cùng comment đáp án và cũng có thể mà cùng bàn luận với nhau về cái đề này, bởi vì đây là một trong số những cái đề mà của những cái trường mà đầu tiên ra. Rồi. Câu số 1 ạ. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NH3 là. Số chất trong dãy mà tác dụng được với dung dịch NH3. Thế thì để làm được câu này thì chúng ta phải nắm được tính chất hoạt của anh NH3. Thì anh NH3 của chúng ta thì có tính chất hoạt gì? Thì NH3 nó có hai cái tính chất hoạt. Thứ nhất, nó là một base yếu thì nó phản ứng được với axit, đúng không? Nên chắc chắn phản ứng với H2O4 này, chắc chắn phản ứng được với CH3COH, tại hai thằng này là axit, đúng chưa? Ngoài ra thì base yếu nó còn tác dụng được với dung dịch muối để tạo thành kết tủa, nên nó sẽ tác dụng được FeCl3, bởi vì nó sẽ sinh ra là cái kết tủa là FeOH3 lần. Đây kết tủa màu nâu đỏ các em nhé, màu nâu đỏ đấy, được chưa? Ngoài ra nó có tính khử thì nó tác dụng với các chất có tính oxy hóa mạnh cơ, thì trong này anh này không tác dụng với lại NH3, anh này tương tự không tác dụng với NH3. Vậy số chất tác dụng được với dung dịch NH3 là chúng ta có 3 anh. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé, 3 anh ạ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu số 2, bây liên hợp của NH4 cộng này. Đây là một trong số những phần kiến thức rất mới, rất lạ và đôi khi khiến cho các bạn bị hoang mang và bạn không làm được. Thì thầy rất là mong muốn là các bạn cùng comment đáp án cùng thầy nhá. Rồi, Tuyên Dương này có bạn comment đúng rồi đây này. Bây liên hợp của NH4 cộng là. Thì đây, NH4 cộng. Đúng không? Là dạng axit. Thì nó có thể chuyển đổi thành gì ạ? NH3 cộng H cộng. Đấy, thế tại sao lại sinh ra axit và bây liên hợp? Thì NH4 cộng có khả năng nhường proton H cộng nên nó sẽ là axit. Còn NH3 là có khả năng nhận proton H cộng nên nó sẽ là bây. Nên NH4 cộng dạng axit thì NH3 gọi là bây liên hợp của NH4 cộng. Được không ạ? Vậy bây liên hợp của NH4 cộng nó sẽ là NH3. Các bạn nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C ạ. Thì mình rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy Minh bằng cách là chia sẻ bài học này lại vào tường và tag cho thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Bởi vì hôm nay là một cái buổi mà thầy Minh sẽ chữa full cho chúng ta cái đề thi giữa học kỳ 1 Hóa 11 của trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, một trong số những đề cực hot trong khoảng thời gian bây giờ. Câu số 3, phát biểu không đúng ạ. Trong NH3 thì nitrogen có hóa trị 3. Còn NH4 cộng, còn trong NH4 cộng nitrogen có hóa trị 4, cái này sai nhỉ? NH4 cộng thì nitơ hóa trị 4 và con số xóa là -3, nghe vẻ cũng không ổn lắm nhỉ? Đây, ở trong này này, ở trong này chuẩn nhất là gì đây? Các bạn nhìn này. Câu số 3, phát biểu không đúng ạ. Không đúng. Câu này hay này. Thế bây giờ này, trong NH3 và NH4 cộng thì nitrogen đều số xóa -3 là đúng. Anh này -3, anh này -3 là đúng. Đúng chưa? NH4 cộng thì nitơ có hóa trị 4, số xóa là -3. Đấy, cái này với căng này. Nào bây giờ mình còn A, B, C. Thì cái nào đúng, cái nào sai? Nào, bây giờ chúng ta còn A, B, C ạ. Thì bây giờ các bạn chọn cho thầy xem nào. Cái nào đúng, cái nào sai? Câu này rất hay luôn. Rất nhiều bạn không biết làm câu này. Các bạn cùng chọn cho mình đáp án xem. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Hay chưa? Câu này mà đi thi khéo toang. Đúng không em? Câu này mà đi thi khéo toang ấy. Đúng không ạ? Thế thì ở đây khi nhắc về hóa trị thì chúng ta phải lưu ý, chúng ta nhớ về định nghĩa của hóa trị. Thì hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị là cộng hóa trị, gọi là cộng hóa trị, và bằng số liên kết cộng hóa trị mà nguyên tố đó tạo ra với nguyên tử khác trong phân tử. Được chưa? NH3 thì hóa trị 3 thì anh biết rồi. Bởi vì đây NH. Vậy NH3 thì hóa trị 3 là đúng.
nhưng mà nó bốn cộng nhá, nó bốn cộng này, nó bốn cộng này, n này, thì vẽ nó bốn cộng này cho em gì nhá, h h h h đây ạ, nó bốn cộng đây. Vậy nó bốn cộng thì hóa trị của nitơ trong nó là nitrogen, trong đó là 4 chứ không phải là hóa trị 3. Vậy A cũng đúng nhá. Đấy, B cũng đúng. Vậy C của chúng ta là sai. Sai là C các em nhá. Rất tiếc. Nitrogen hóa trị 4 và số oxy hóa là -3 trong đó là 4 cộng. Ok chưa? Các bạn hiểu không ạ? Các bạn hiểu thì vui lòng chấm một cái. Nếu mà đi thi mà gặp câu này là dễ toang lắm. Các bạn nhớ mãi câu này của thầy Minh nhá. Thầy Minh đã hướng dẫn thật kỹ cho các em rồi. Câu số 4 ạ. NH3 không tác dụng với chất nào sau đây trong dịch? Câu số 4 ạ. NH3 không tác dụng với chất nào sau đây trong dung dịch ạ? À, các bạn cùng trả lời cho thầy nào. Thì vừa nãy chúng ta vừa phân tích xong nhỉ. NH3 nó có tính bay. Vậy thì nó chắc chắn tác dụng với H2O4. Bởi vì thằng này là acid. Đúng không? Nó tác dụng với COCl2 để tạo thành kết tủa COH2 lần. Sau đó kết tủa này tan để tạo thành dung dịch phức. Được chưa? Dung dịch phức này các bạn không biết đâu. CuNH3 4 lần. Được chưa? CL2. Đây là phức. Phức này phức đồng. Còn tác dụng với FeSO4 để tạo thành kết tủa FeOH2 lần. Kết tủa màu trắng xanh. Vì vậy nên không tác dụng thì không tác dụng với gì? Không tác dụng với NaCl. Nhá. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D ạ, NH3 không tác dụng với NaCl. Câu số 5 ạ. Câu số 5 là một câu tính toán rất hay, rất thú vị. Thế rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học này có thể chia sẻ lại giúp thầy Minh lại về tường và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn và các em vào đây ạ. Bởi vì đây là một buổi live free và đây là một buổi mà thầy Minh hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em làm sao mà ăn trọn điểm, được điểm cao trong đề thi giữa học kỳ 1. Trong bình phản ứng có chứa 1 mol N2 và 4 mol H2. N2 này cộng H2 này nung nóng bình với nhiệt độ, áp suất và xúc tác thích hợp. Biết hiệu suất phản ứng là 20%. Đây, số mol N2 là 1, số mol H2 là 4 để tạo thành NH3. Cân bằng chỉnh 2 thì đây là 3. Đúng không? Đây là 1. Ok chưa? Thế thì các bạn lưu ý cho thầy này. Hiệu suất của phản ứng thì tính theo chất hết. Các bạn nhớ nhá, nhớ kỹ cho thầy này. Nốt vào đây này. Hiệu suất của phản ứng, hiệu suất của phản ứng thì tính theo chất hết. Tính theo chất hết, các bạn nhớ chưa? Nhá. Hiệu suất của phản ứng thì tính theo chất hết. Thứ hai, thứ hai là thuận thì nhân hiệu suất. Thuận thì nhân hiệu suất. Còn nghịch thì chia hiệu suất nhá. Hay là cái câu nói mà thầy vẫn hay nói đã, thuận nhân nghịch chia. Vậy này, bây giờ chúng ta phải xác định được chất nào hết thì mình mới xác định được xem là hiệu suất tính theo anh nào. Mình rõ có 1 chia 1 bằng 1, 4 chia 3 bằng 4 phần 3, anh nào nhỏ hơn anh hết, vậy chứng tỏ N2 hết. N2 hết vậy suy ra NH3, 1 nhân 2 chia 1 thì bằng 2. Thuận nhân nhân 0,2 bằng 0,4. Vậy số mol của NH3 thu được là A, 0,4 nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A các em ạ. Rất rất dễ. Rất rất dễ. Nào mình sang câu số 6 ạ. Thứ tự của pH là gì ạ? Thứ tự pH là. Câu này rất hay. Thế thì chúng ta phải nắm được thứ tự pH thì chúng ta phải nắm được cái thang pH đó. Thang pH thì mình phải kẻ lại cái thang pH cho các em. Đấy, nhắc lại kiến thức lý thuyết. Ta có thang pH thì ở chính giữa là 7, đúng không? Lớn hơn 7 là môi trường kiềm. Nhỏ hơn 7 là môi trường axit. Bằng 7 là môi trường trung tính. Đúng không? Ngoài ra mình muốn làm được bộ này ý, các bạn còn phải nắm cho thầy thêm một vài cái chú ý nho nhỏ nữa các em ạ. Chú ý thứ nhất, chú ý nho nhỏ thứ nhất, cái chú ý thứ nhất của chúng ta là pH càng lớn thì tương đương với tính bay càng mạnh.
tính bay càng mạnh. Vậy thằng bay mạnh nhất thì là thằng có tính, là thằng có pH lớn nhất. Được chưa? pH càng nhỏ thì ngược lại tính axit nhá, tính axit càng mạnh. Được chưa? Vậy ở trong bốn anh này, anh nào có tính axit mạnh nhất? Ôi giời, nhìn phát biết luôn. Nào các bạn comment cho thầy xem nào. Trong bốn anh này thì anh nào là anh có tính axit mạnh nhất? Dễ quá. Nhìn phát biết luôn nhờ. Anh nào có tính axit mạnh nhất? HCl đúng không các em? Vậy anh ba là phải anh phải đứng đầu tiên. Vậy anh ba phải là anh đứng cuối cùng, bởi vì theo thứ tự mà. Từ thấp đến cao mà anh ba phải là anh đứng cuối cùng. Sorry, anh ba phải anh đứng đầu tiên ạ, bởi vì là tính pH càng nhỏ mà. pH ạ. Và anh ba là anh phải đứng cuối cùng. Vậy đây chỉ có một anh này anh ba đứng cuối cùng. Sau đó anh 1, sau đó anh 4 và anh NH3 lại có tính bay. Nên là chắc chắn anh NH3 đứng cuối cùng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ các em nhé. Câu 6 ạ, đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B. Bỏ. Câu 7. Để giải được câu 7 này thì chúng ta phải sử dụng cái gì nhỉ? Định luật bảo toàn điện tích. Định luật bảo toàn điện tích được phát biểu như thế nào? Định luật bảo toàn điện tích thì được phát biểu bảo toàn điện tích kèm nhé. Thì trong một dung dịch, thứ nhất là trong dung dịch thì luôn trung hòa về điện, luôn trung hòa về điện, trung hòa về điện. Thì cái điều này nó tương đương với, cái điều này nó tương đương với là tổng điện tích dương cộng tổng điện tích âm trong dịch bằng không. Thế là câu chuyện ta đơn giản lắm. Tổng điện tích dương này, K cộng K tích một điện tích dương nhân với amon cộng nhôm tích Al tích 3 điện tích dương. Vậy 3 nhân B. Điện tích âm này cộng với này SO42 trừ tích 2 điện tích âm trừ 2 C bằng 0. Suy ra A cộng 3B bằng 2C. Ngon chưa? Hay khác là C bằng A cộng 3B. 2C bằng A cộng 3B. 2C bằng A cộng 3B. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 7 của chúng ta, đáp án chính xác nhất đó là đáp án C. Rất dễ. Câu số 8 ạ. Câu số 8, một cái câu nói về tính khử của anh NH3. Mà cái tính chất này của NH3 thì không được nhắc đến trong sách giáo khoa. Nhưng ở trong đề này của trường Tiên Lương Thiên Vinh lại có một câu rất là hay. Một câu bài tập này thì nghĩ rằng là có sẽ có khá nhiều bạn bị nhầm lẫn. Chúng ta có ạ, câu số 8 ạ. NH3 này, NH3 này đi qua ống sứ được CuO này. Ta tìm được số mol CuO luôn đấy. Ta tìm được số mol CuO luôn đấy. 4 chia cho 80. 4 chia 80 bằng bao nhiêu? 0,05. 0,05. NH3 là 0,02. Vậy đây là dòng ban đầu này. Dòng phản ứng này. Dòng sau này. Đề bài hỏi là phần trăm số mol CuO trong X. X là chất rắn sau phản ứng. X là chất rắn sau phản ứng. Đấy, bây giờ mình phải xác định là sau phản ứng là còn gồm những anh nào. Thế mình nắm được phương trình ấy. NH3 là thể hiện tính khử. NH3 tác dụng với CuO thì nó sẽ tạo thành N2 cộng với lại Cu cộng với lại H2O. Được không ạ? Cân bằng phương trình game nhá. Thì anh này là 2 này. 2 x 3 thì là 6. Vậy anh này 6 chia 2 bằng 3. Được không ạ? Đếm oxy đây 3 oxy. Vậy đây 3. 3 đồng. 1N2. Tương tự như chiều lúc nãy thầy dạy các em. Thì bây giờ mình phải xác định xem là anh nào phản ứng hết. Đúng không? 0 bằng 2 chia 2 thì bằng 0,01. 0,05 chia 3 bằng 0,05 phần 3. Lớn hơn 0,01. Vậy điều này chứng tỏ NH3 hết. NH3 hết. NH3 hết có nghĩa là NH3 sau phản ứng không còn tí nào. Đúng không? Vậy suy ra số mol NH3 phản ứng nó sẽ là 0,02 mol. Vậy mình sử dụng phương pháp đường chéo, mình tìm được số mol của CuO bằng 0,02 nhân 3 chia 2 thì bằng 0,03 mol. Đúng không? Vậy suy ra ta sẽ có sau phản ứng thì CuO của chúng ta sẽ còn là 0,03 trừ 0,02 thì bằng 0,02 mol. Ok nhá. Ngon chưa?
Dễ không? Tiếp tục nhá. Thế thì bài hỏi chúng ta là phần trăm số mol của CuO trong X cơ. Phần trăm số mol của CuO trong X cơ. Ồ, câu này hỏi xoáy. Hỏi xoáy tại vì chẳng ai mới khi hỏi phần trăm số mol của CuO trong X cả. Đúng không? N2 là khí này. H2O chắc chuyển thành hơi. Đúng không? Đấy, thế thì rắn thì ở đây chỉ có CuO này. So R. Thầy cứ quen cách viết cũ. Đấy. Solid. Đúng không? Vậy thì trong chất rắn này, bây giờ mình xét chất rắn thôi. 0,3 mol phản ứng thì anh này là 0,03. Vậy sau còn 0,03 mol CuO. Vậy chất rắn sau phản ứng, sau phản ứng thì nó sẽ bao gồm gì ạ? CuO 0,02, CuO 0,03. Vậy mình tìm được phần trăm số mol của CuO là 0,03 chia cho tổng 0,02 cộng 0,03 là 0,05 nhân 6 nhân 100% bằng 60%. 60%. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D ạ. 60% nhá. Đề này của trường Lương Thế Vinh khá rắn. Khá rắn. Những bạn nào không chăm học là toang ngay. Câu số 7 ạ. Phản ứng nào mà thể hiện tính khử của NH3? Câu số 7 ạ. Phản ứng nào mà thể hiện tính khử của NH3 thì các bạn lưu ý cho thầy ạ. NH3 để mà để NH3 thể hiện tính khử ấy thì khi và chỉ khi ạ. Ta có các bạn đọc cho thầy bốn chữ vàng của thầy Minh này. Khử tăng nhé, đọc bốn chữ vàng của thầy Minh. Khử tăng, O giảm, đúng không ạ? Khử thì tăng, O thì giảm. Có nghĩa nếu nó là chất khử thì số xóa nó phải tăng. Mình có anh này là -3 này, sau phản ứng vẫn -3 loại. Anh này -3 sau phản ứng vẫn -3 loại. Anh này -3 sau phản ứng vẫn -3 loại tiếp. Anh này -3 sau phản ứng đây ạ. Dương 2 tăng chưa ạ? Tăng quá còn gì nữa. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhá. Câu 9 ạ, phản ứng thể hiện tính khử của NH3 là đáp án D. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học này của thầy Minh ạ. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ buổi học này lại để cho tất cả các bạn của các em đang học sinh lớp 11 có thể biết đến thầy Minh nhiều hơn ạ. Cảm ơn tất cả các bạn và các em. Bởi vì ở đây thầy đã sẽ chữa cho ông ta full cái đề thì giữa học kỳ 1 của trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Mới nhất. Câu số 10. Khí X chứa nguyên tố nitrogen có mùi khai. Cái mùi khai này là từ chốt rồi. Không thể là N2 được, O được, không thể N2 được, không thể NO được, đúng không? Mùi khai thì nó chỉ có thể là gì ạ? NH3 thôi nhá. Này thầy tiết lộ nhỏ cho các em này. Cái khí này ấy nó lại còn có tác dụng là thế này nữa cơ. Nó còn có tác dụng là làm chúng ta tỉnh táo nữa cơ các em ạ. Nhá. Nó còn có tác dụng là làm cho các em tỉnh táo nữa cơ. Thế nó mới xịn nhá. Hơi bị xịn luôn, khí là hơi bị xịn luôn. Ok chưa? Mình sang câu số 11 ạ. Trong các chất sau thì chất nào là chất điện đi yếu? Thế thì các bạn chỉ cần nếu bạn nào mà chưa học, các bạn nào mà quên hay bạn nào mà không nắm được, các bạn chỉ cần nắm như thế này. Chất điện đi yếu thì bao gồm các axit yếu nhá, các bay yếu, được chưa? Và nước. Được chưa? NaOH bay mạnh, HCl axit mạnh, CuS4 muối nên chắc chắn là chất điện ly mạnh. Vậy chất điện ly yếu chỉ có thể là H3PO4 và anh này là axit trung bình. Bạn lưu ý nhá. H3PO4 là axit trung bình. Axit trung bình. Nhưng mà nó lại là gì ạ? Nhưng nó lại là chất điện ly yếu. Chất điện ly yếu. Ok chưa? Dễ chưa? Xịn chưa? Câu 12 nào các em. Câu 12 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu 12 ạ. Nhìn câu 12 hơi kinh nhỉ? Thế bây giờ mình bước 1, các em cứ làm như thế ạ. Mình làm theo từng bước rồi. Bước 1 mình tìm số mol này. À, số mol là 0, số mol HCl là 0,1 nhân 0,5 bằng 0,05. Số mol H4 là 0,05 nhân 0,5 bằng 0,025. Thế đã. Được chưa? Cần V ml dung dịch gồm NaOH và BaOH lần. Vậy thì tóm tắt đề bài dưới này cho các em nhìn rõ nhá. Ta có này, HCl số mol 0,05 và H2SO4 số mol là 0,025. Đúng không? Đớp nhau với thằng NaOH, thầy cứ coi đơn vị nó là lít đi tính toán cho dễ nhá. Là 1 nhân V thì là V. Được chưa? BaOH là 0,5.
BA có 2 lần là 0,5 V. Được chưa? Đề bài nói là đây phản ứng trung hòa nhá. Và do cái từ là phản ứng trung hòa nên ta luôn luôn có một điều nhá. Do là phản ứng trung hòa nên ta luôn luôn có một điều là số mol H cộng nó sẽ phải bằng số mol H trừ thì nó mới gọi là phản ứng trung hòa. Được không ạ? Vậy mình có này, số mol H cộng bằng gì? Bạn quan sát nha, số mol H cộng này thì HCl có 1 H cộng, một lần số mol HCl. H24 có 2 lần số mol H cộng, cộng 2 lần số mol H2SO4 nhá. Bằng này, số mol OH trừ này, NaOH này, một lần OH trừ này, một lần số mol NaOH này. BaOH lần có mấy lần? 2 lần OH trừ, 2 lần số mol của BaOH 2 lần. Ok chưa? Vậy hoàn toàn tới đây mình thay số mình sẽ có 0,05 cộng với 2 nhân với 0,025 thì bằng V cộng với, đây anh hiểu không ạ, 2V. Vậy hoàn toàn từ đây chúng ta bấm máy tính chúng ta sẽ tìm được V. Nào các bạn tìm cho thầy xem V bằng bao nhiêu. 0,05 cộng 0,025 nhân 2 bằng chia 3 bằng V bằng 1 chia 30 hay là 0,33. Ố, thế là bị lỗi mất à. 0,05 nhân 2 bằng, à đây là 0,5V ạ. Chỗ này thì ghi lỗi ạ. Không phải đề lỗi đâu, đây thì ghi lỗi. 2 nhân với 0,5V. Vậy V chúng ta sẽ bằng, thì bấm máy tính lỗi ạ. Anh này là bằng 0,1 chia cho 2 bằng 0,05. V bằng 0,05 lít. V bằng 0,05 lít thì tương đương với là 50ml. Nên đáp án đúng câu 12 của chúng ta là đáp án B các em nhá. Đáp án đúng câu 12 của chúng ta là đáp án B. Bỏ rất dễ dàng và đơn giản. Đấy, những bạn nào mà chưa kịp, những bạn nào mà muốn hiểu sâu hơn những cái câu này thì bạn có thể lưu lại cái buổi học này lại về tường nhá. Câu 13, phương trình Young rút gọn của phản ứng sau là. Thế thì phương trình Young rút gọn là bản chất của phản ứng xảy ra. Bạn nhớ mãi thì cứ từ đấy nhá. Phương trình Young thu gọn là bản chất phản ứng xảy ra. Bản chất phản ứng này là OH trừ cộng H cộng để tạo thành H2O. Bạn nhìn thấy chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. OH trừ cộng H cộng để tạo thành H2O. Nào câu 14 ạ, các bạn comment đáp án cho thầy xem nào. pH nào nhỏ hơn 7? Lúc nãy thầy vừa mới nhắc lại chúng ta về pH rồi. pH nào sau đây nhỏ hơn 7 ạ? pH nào sau đây nhỏ hơn 7 ạ? Nhỏ hơn 7 các em nhá. Nhỏ hơn 7 thì tương đương với lại là gì ạ? Môi trường nó phải là môi trường acid. Thầy mình có một chiêu để xác định môi trường muối nhàn hạ hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, và thầy mình tiết lộ cho các bạn nhé. Đây các bạn cùng lưu ý đây, rất nhiều skill được tiết lộ trong buổi học này. Ta có muối của chúng ta thì được tạo, thường được tạo bởi từ acid, đúng không? Với bay, muối chúng ta thường tạo bởi từ một acid tác dụng một bay, đúng không? Thế thì nếu mà muối được tạo bởi từ một acid mạnh và một bay mạnh thì môi trường của nó là môi trường trung tính. Đấy, ok chưa? Nếu muối được tạo bởi từ acid mạnh và bay yếu thì là môi trường nghiêng theo kẻ mạnh là môi trường acid. Và môi trường acid là tương ứng với lại pH nhỏ 7 đấy các em ạ. Nếu acid yếu mà bay mạnh thì môi trường bay. Và cuối cùng nếu cả hai cùng yếu thì không xác định nhé. Cả hai cùng yếu thì dẫn đến là không xác định. Ok chưa? Vì vậy nên dung dịch có pH nhỏ hơn 7, đúng không? Nếu là muối thì nó phải là muối được tạo bởi từ axit mạnh và bay yếu. Nhưng trong này, anh này là pH này lớn hơn 7 này. Anh này là trung tính này. Đúng không? NaOH môi trường bay, pH lớn 7. Và cuối cùng chỉ có anh nhỏ hơn 7 thôi. Đó anh H2S4, nó là môi trường axit. Ok các em nhá. Câu 15 ạ. HCl mà tác dụng với NH3 thì tạo thành cái gì? Ôi giời ơi, cái này viết phương trình là dễ rồi. HCl này cộng NH3 này, thì tạo thành này NH4Cl các em nhá. NH4Cl, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ NH4Cl. Câu 16 ạ. Dãy nào sau đây gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch? Thế thì điều kiện nào để ion cùng tồn tại trong một dung dịch nhá?
điều kiện để ion cùng tồn tại trong dung dịch khi và chỉ khi là không tác dụng với nhau. Thì không tác dụng với nhau là như thế nào? Thì điều kiện để các ion tác dụng với nhau, đấy, điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion, điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion, xảy ra phản ứng trao đổi ion, trao đổi ion là hoặc tạo thành chất kết tủa, hoặc tạo thành chất khí, hoặc tạo thành chất điện ly yếu. Vậy bọn này để cùng tồn tại thì nó chỉ không cần tạo thành một trong ba thằng này là xong. Bi cộng S4A trừ tạo thành kết tủa Bi số 4, vậy nó sẽ không cùng tồn tại với nhau. Bỏ Fe3 cộng và OH trừ kết hợp với nhau tạo thành FeOH 3 lần, tạo thành kết tủa màu đỏ. Bỏ tiếp Ci cộng cộng CO3 trừ tạo thành CaCO3, tạo thành kết tủa CaCO3. Bỏ tiếp. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là một đáp án thôi, đó là đáp án D. Mg sẽ tồn tại cùng với SO4 2 trừ trong một dung dịch nhá. Câu 17 ạ. Ôi câu 17 này rất hay này. Nếu bạn nào mà theo dõi thầy mình liên tục thì cái câu 17 này là câu 17 mà các bạn trả lời ngon lành luôn. Những chất nào đóng vai trò là axit theo thuyết Brønsted-Lowry? Thế thì axit theo Brønsted-Lowry nó sẽ là chất nhường proton hoạt cộng. Đúng không ạ? Vậy bây giờ câu chuyện chúng ta nhìn ở bên trong cái phản ứng này, anh nào nhường proton hoạt cộng là xong. Đúng không? Các bạn nhìn cho thầy Minh xem, trong này anh nào nhường proton hoạt cộng? H3V4 mất đi một hydro để tạo thành một H, để tạo thành H2V4 trừ đấy, nó nhường đấy. Vậy H3V4 là axit. Còn H2O nhận thêm một H để tạo thành H3O cộng nên nó sẽ là bầy. Được không ạ? Vậy H3PO4 là axit. Được chưa? Và thằng nào cũng là axit nữa, H3O cộng nhá. H3O cộng là nhiều proton H cộng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án C. Nào câu 18 ạ. Để làm khô khí NH3 ẩm thì cần hóa chất cần dùng là. Thế các bạn nhớ cho thầy nguyên tắc làm khô khí ẩm. Nguyên tắc làm khô khí ẩm. Nguyên tắc làm khô khí X bị ẩm. Khí X bị ẩm là sử dụng một chất thỏa mãn hai điều kiện, không tác dụng với X và háo nước, háo H2O. Đúng không ạ? Không tác dụng với X và háo H2O. Vậy này, CaO thì chắc chắn là không tác dụng với NH3 được nha, đáp án đúng đáp án này. Còn Pi2O5 là không được, bởi vì nó có tính axit tác dụng với lại NH3. NaCl thì chẳng háo nước, H2O đặc thì háo nước nhưng tác dụng với NH3. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án A mà thôi, CaO đó. Câu 19 ạ. Câu 19 cực kỳ dễ ạ. Câu 19 ạ. Cực kỳ dễ. Hòa tan 13,5 gam CuCl2, chúng ta tìm được số mol luôn nhỉ. 13,5 chia phân tử khối, Cu là 64, Cl2 là 35,5 nhân 2 bằng, bởi vì đây có 2 mà nên nhân 2, 0,1. Đấy, ta có này. CuCl2 điện ly hoàn toàn tạo thành Cu2 cộng cộng với lại 2Cl trừ. Số mol CuCl2 là 0,1 thì hoàn toàn tìm được số mol 0,1 nhân 2 là bằng 0,2. Vậy mình tìm được nồng độ của Cl trừ, Cm của Cl trừ bằng số mol là 0,2 chia cho 0,5 thì bằng 0,2 chia 0,5 bằng 0,4. Vậy nó là 0,4m nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Được chưa? 0,4m. B bỏ. Câu 20 ạ. Câu 20. Câu 20 một câu cực kỳ hay luôn các em ạ. Câu 20 một câu cực kỳ hay luôn. Câu này rất là hay bởi vì nó lạ. Nó hay vì nó lạ các em ạ. Quan quan sát nha. Cho dung dịch axit yếu HX 0,2m. Biết cứ 100 phân tử HX thì 5 phân tử điện ly. Đây nó là chất điện ly yếu rồi. H cộng cộng X trừ. 100 phân tử thì 5 phân tử điện ly. Được chưa? Vậy 0,2. Đấy, 0,2 thì bây giờ điện ly này.
Nó sẽ là 0,2 này nhân với 5 này chia 100 này bằng bao nhiêu? 0,2 nhân 5 chia 100 bằng 0,01. Đúng không ạ? Bạn nhìn kỹ nha. Thì dẫn đến ạ, H cộng được đến lira nó sẽ là 0,01. M. Từ đó mình tìm được pH. pH bằng trừ logarit nồng độ H cộng kèm nhá. Và trừ logarit của 0,01 thì bằng 2. Nên pH của dung dịch HX là 2. Đáp án đúng là đáp án C. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Câu rất hay. Câu 21. Câu 21 đây. Đây là một câu lý thuyết mức độ vận dụng cao mà đa số các bạn nhìn thấy là kinh. Cho các tính chất sau, số phát biểu đúng là N2 tan rất tốt trong nước, sai. N2 tan ít trong nước. Phân tử N2 có liên kết 3 bền vững nên N2 trơ về mặt hóa học ở điều kiện thường. Cái Y2 này đúng. Dung dịch NH3 làm giấy quỷ tín đổi màu từ tím thành màu xanh. Đúng. Dung dịch NH3 tác dụng với K2S4 thu được kết tủa trắng. Không, NH3 không tác dụng với K2S4. Đốt khí NH3 trong O2 xúc tác PT thì tạo thành khí NO. Chính xác. Vậy mình có 2, 3, 5 là chính xác. Vậy mình sẽ có 3 phát biểu đúng. 2, 3, 5. Câu 22. Ở bên trên thầy mới phân tích xong cái cách để chúng ta xác định những thẳng có môi trường trung tính. NaOH là bay rồi. pH thằng này nhỏ hơn, lớn hơn 7. H3PO4 là axit rồi, nhỏ hơn 7. K2CO3 thì được tạo bởi đây, phân tích này. K2CO3 được tạo bởi KOH. Bay mạnh. Bay mạnh. H2CO3 axit yếu. Đúng không? Vậy môi trường nó sẽ là môi trường bay. Vậy chỉ còn anh H2S4. Nó được tạo bởi từ gì? NaOH bay mạnh và H2S4 axit mạnh nên nó là môi trường trung tính. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ nha. Câu 23. 23. 23 các bạn comment cho thầy Minh đáp án xem là pH của dung dịch HCl 0,01m là bao nhiêu. Ui cái này bấm máy tính vèo phát là xong. Dạ. Là gì ạ? Ta sẽ có này nồng độ của H cộng thì chính bằng là 0,01 rồi, 0,01 rồi. Vậy pH bằng trừ logarit trừ log 0,001 thì bằng 3. Thì đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A bằng 3. Đáp án chính xác của chúng ta đáp án này. Câu 24. Ôi trời ơi. Câu 24 này mới thích này. Để xác định nồng độ CH3COH trong giấm ăn thì người ta làm như sau. Ban đầu có 500ml giấm ăn. Hút 4ml vào bình tam giác, thêm 2 giọt phenol và tali. Mở khóa Burette, nhỏ từ từ từng giọt NaOH 0,5m lắc đều đến khi bình tam giác xuất hiện màu hồng thì dừng lại. Thấy dùng hết 6,8m. Vậy nồng độ phần trăm của CH3COH trong giấm ăn là bao nhiêu? Thế giờ thì tóm tắt cho bạn nhìn nhé. Bây giờ lấy 4ml giấm. Giấm là CH3COOH. Được chưa? 4ml giấm. 4ml giấm này nồng độ là giấm này nồng độ chưa biết nhá. Đặt là A đi. Đấy, nhỏ từ từ từng giọt NaOH vào. 0,5m. Dùng hết 6,8ml. Thế thì hoàn toàn ở đây bây giờ chúng ta có cách làm như sau cho dễ này. Không cần áp dụng công thức gì hết, mình sẽ có số mol của NaOH bằng 0,5 nhân với 6,8ml trên 1.000. 6,8 trên 1.000 bằng 0,5 nhân với 0 nhân với 6,8 chia 1.000 bằng 3,4 nhân 10 trừ 3. 3,4 nhân 10 trừ 3. Ngon nhá. Thế mình sẽ có là số mol của CH3COH bằng A nhân với 4 chia 1.000. Được chưa? Thế thì bởi vì đây là phản ứng chuẩn độ nên ta sẽ có suy ra số mol H cộng chính là số mol CH3COH đây. 4A chia 1.000. Nó sẽ bằng số mol OH trừ là số mol NaOH đây.
là 3,4 nhân 10 mũ trừ 3. Đến đây mình tìm được A đấy. Đúng không ạ? Nhân 1.000 này chia 4 bằng 0,85. A bằng 0,85 này. Được chưa? Thế thì 4 mu thì chứa 0,85 m CH3CO. Thế thì mình sẽ tìm được số mol của CH3CO đây, thế vào đây luôn. Là 0,85 nhân với 4 chia 1.000 bằng bao nhiêu? 3,4 nhân 10 mũ trừ 3 cũng bằng 3,4 nhân 10 mũ trừ 3 mol. Đấy, mình có 4 mu thì chứa 3,4 nhân 10 mũ trừ 3 mol. Vậy bây giờ này, 500 mu thì chứa bao nhiêu mol nhá? Trong 500 ml thì sẽ chứa 3,4 nhân 10 mũ trừ 3. Đúng chưa? Đúng không ạ? Đây, 4 mu thì chứa tương đây. 4 mu thì chứa tương đây. Thực ra mình có A luôn rồi, mình đỡ phải chơi cái này luôn nhỉ. Cái A luôn rồi. A là nồng độ mà. Thì bây giờ mình lấy nồng độ nhân 500 là xong nhá. Thôi, chứa bao nhiêu? Lấy nồng độ nhân 500 cho nó nhỉ. Nồng độ là 0,85, 500 ml là 0,5 lít. Bằng 0,85 nhân với 0,5 bằng 0,425 mol. CH3COH. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng của CH3COH. Khối lượng của CH3COH chính bằng 0,425 nhân với lại 60 bằng 25,5 gam. Mặt khác mình sẽ có m dung dịch CH3COH nó bằng, các bạn lưu ý ạ, 500 ml thì có D bằng 1,0025 gam trên ml, có nghĩa là 1 ml thì nặng 1,0025. Vậy suy ra mình sẽ có 500 ml thì nặng 500 nhân 1,0025 bằng 1,0025 nhân 500 bằng 501 501,25. Vậy mình sẽ có phần trăm ạ. C phần trăm dung dịch CH3COH bằng M CH3COOH nguyên chất chia cho M dung dịch nhân 100%, và nó bằng 25,5 chia 501,25 và bằng 25,5 chia 501,25 bằng nhân 100% bằng 5,08 ạ. 5,087 thì nó gần bằng là 5,09 các em nhé. Một câu rất hay. 5,09%. Hay không? Câu 25 ạ. Câu 25 cũng là một câu rất hay tiếp nha, các bạn quan sát nhé, thì mình chữa cho các bạn nhá. Một câu đỉnh, khá là đỉnh cao đấy. Nung nóng bình kín chứa một mol hỗn hợp gồm NH3 và O2. NH3 này, cộng O2 này. Được chưa? Để chuyển thành NO. Ok chưa? Đây là một mol hỗn hợp. Hỗn hợp này là một mol. Thế thì NO này bây giờ nó sẽ tác dụng tiếp tục với oxy để tạo thành NO2. Sau đó này mới thêm này 2,5 lít dung dịch khắt NO3 pH bằng A. Được chưa? Đấy, thế là trong hỗn hợp này nó sinh là NO và O2 dư này. Thì NO và O2 dư tác dụng tiếp tục để tạo thành NO2, và chúng ta vẫn có O2 dư. Được chưa? Thêm nước ạ. Sorry, đây là thêm nước. Thêm nước vào bình, lắc nhẹ thì thu được HNO3 và vẫn có O2 dư là 0,25 mol khí. Đề bài yêu cầu chúng ta xác định giá trị của A, có nghĩa là pH của HNO3. Thế thì câu chuyện đơn giản thôi. Các bạn không kỹ thuật thì giải nhé, thì hướng dẫn các bạn một kỹ thuật giải nhanh. Mình đặt số mol NH3 là A. Vậy nếu mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ thì phải nitơ trong NH3 N này chuyển hết vào N trong HNO3, nên không quan tâm đến quá trình, đúng không? Anh này là A thì cuối cùng anh này là A. Thôi đặt là X đi cho đỡ bị nhầm. Đặt là X đi cho đỡ bị nhầm, cho đỡ bị trùng với anh pH kia, đúng không? Đặt X nhé. X thì đây là X.
Ok chưa? Đã chú hết vào đây. Vậy O2 chúng ta là 1 chứa x đúng không? Và O2 dư chúng ta là 0,25. O2 chúng ta dư là 0,25. Thế vậy bây giờ mình đi bảo toàn O2 thôi, đúng không? Bảo toàn O2 nguyên tố oxy. Oxy trước phản ứng nằm trong O2 2 lần số mol O2 bằng sau phản ứng nằm trong HNO3 3 lần số mol HNO3 và O2 dư cộng 2 lần số mol O2 dư. Vậy suy ra mình sẽ có 2 nhân 1 trừ x thì bằng 3x cộng 2 nhân 0,25. Được không ạ? Suy ra 2 trừ 2x thì bằng 3x cộng 0,5. Vậy mình sẽ có 1,5 chia cho 5 bằng 0,3. Vậy x bằng 0,3. Vậy x bằng 0,3. Với x bằng 0,3 thì ở đây thu được 2,5 lít nhá. X bằng 0,3 ở đây thu được 2,5 lít cơ. À không được rồi. Bảo toàn oxy này không được. Bảo toàn oxy này bị lỗi. Bởi vì còn có oxy của H2O thêm vào nữa nên không thể bảo toàn oxy này được. Phải bảo toàn thêm cả oxy của H2O nữa mới được. Đấy, lôi các em ạ. Đấy, tí nữa ra đáp án rồi. Câu này quá hay luôn. Thế này, thì mình đi bảo toàn E. Đầu tiên mình sẽ tìm được số mol của O2 phản ứng đó. Số mol của O2 phản ứng bằng số mol của O2 ban đầu 1 trừ x trừ đi O2 dư là 0,25 bằng 0,75 trừ x. Ok chưa? Bảo toàn E. Mình sẽ có là tổng số mol electron nhường sẽ bằng tổng số mol electron nhận. Đúng không ạ? E nhường của chúng ta ở đây là thằng nào nhường? Trừ 3 lên dương 5. 3 trừ đi 5 bằng 8, vậy nó sẽ nhường 8 E. Đúng không? Đấy, vậy là 8 lần số mol NH3 thì bằng nhận ạ. Đó, đây chỉ có oxy nhận. 0 về trừ 2. 0 trừ 2 bằng 2. 2 2 là 4. 4 lần số mol O2 phản ứng. Cái này thì nó x ngon luôn. Vậy mình sẽ có 8 nhân với x bằng 4 nhân với O2 phản ứng là 4 nhân với 0,75 trừ x. Bây giờ là ra ngon luôn x. 8 alpha x bằng 4 nhân với 0,75 trừ x bằng x bằng 0,25. Thôi bảo toàn E cho nhanh. Thầy lúc nãy thì cứ cố tình để bảo toàn nguyên tố tại vì thầy sợ các bạn chưa biết bảo toàn E. Đây là skill bảo toàn E cực nhanh của thầy nhá. X bằng 0,25 thì đề bài đây là 2,5 lít thì mình sẽ tìm được nồng độ, đúng không? Nồng độ H cộng chính bằng nồng độ HNO3 là bằng 0,25 chia 2,5 bằng 0,25 chia 2,5 bằng 0,1. Vậy pH của chúng ta bằng 1. Còn rất hay. Các em nhá. pH bằng 1. Câu 26 á. NH3 nung trong CuO thì chắc chắn tạo thành khí N2. NH4Cl cộng NaOH thì chắc chắn tạo thành khí NH3. Vậy khí X là N2 và khí Y là NH3. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 27 á. 27 dễ ợt nhá. 27 dễ ợt. Các bạn quan sát này, thầy mình chữa này. Số mol HCl bằng 0,15 nhân 0,04 bằng 6 × 10⁻³. Số mol H2O4 bằng 0,3 nhân 0,04 bằng 0,012. Số mol BaOH bằng 0,08 nhân với 0,16 bằng 0,0128. Số mol KaOH bằng 0,04 nhân 0,16 bằng 6,4 nhân 10 mũ trừ 3. Được chưa? Ở đây mình sẽ tìm được tổng số mol H cộng thì bằng số mol HCl, một lần số mol HCl cộng với
H2SO4 thì trong này có 2. Vậy sẽ bằng này. 6 nhân 10 mũ trừ 3 cộng với 2 nhân với 0,012 bằng 6 nhân 10 trừ 3 cộng 2 nhân 0,012 bằng 0,03 nhá. Thứ hai là tổng số mol OH trừ bằng 2 lần số mol của BaOH 2 lần cộng 1 lần số mol của KaOH. Vậy bằng 2 nhân với 0,0128 cộng với 1 nhân với 6,4 nhân 10 mũ trừ 3 bằng bao nhiêu? 2 nhân 0,0128 cộng 6,4 nhân 10 mũ trừ 3 bằng 0,032. Thế thì bây giờ đề bài hỏi chúng ta pH ấy, thì câu chuyện nó đơn giản lắm. Bây giờ chúng ta viết phương trình ion nè, các bạn nhìn nhá. Ta có này, H cộng cộng OH trừ tạo thành H2O. Ban đầu số mol H cộng 0,03, OH trừ 0,032 phản ứng. Thì mình nhìn này mình biết ngay H cộng hết 0,03. Vậy sau phản ứng H cộng không còn gì, OH trừ dư 0,03 trừ 0,03 bằng 0,002. Vậy hoàn toàn mình tìm được nồng độ OH trừ sau phản ứng chính bằng số mol là 0,002 chia cho tổng thể tích 40ml cộng 160ml bằng 200ml. 200ml thì tương ứng là 0,2L bằng 0,002 chia 0,2 bằng 0,01. Vậy mình tìm được pH bằng trừ logarit của 0,01 thì bằng 2. Được không ạ? Bạn nào tô 2 là toàn. Bởi vì đây là nồng độ OH trừ. Các em ạ, nồng độ OH trừ. Thì ở đây nồng độ OH trừ các bạn tính như thế theo pOH. pOH bằng trừ logarit của nồng độ OH trừ bằng 2. Đây là skill của thầy Minh để chuyên giải những bài như này. Mình tìm được pH bằng 14 trừ đi 2 thì bằng 12. Vậy pH của chúng ta bằng 12. Và 12 mới là đáp án chính xác nha các em nhé. 12 mới là đáp án chính xác. Đáp án đúng là đáp án C. Ok. Câu 28. Phương trình nào sau đây có phương trình ion thu gọn như trên? Chúng ta nhìn thấy chỉ có Ba2 cộng cộng S42 trừ tạo thành Bs4 thôi. Vậy có nghĩa là nó sẽ không có sự tồn tại của khí. Anh này là khí này, đúng chưa? Không có sự tồn tại của chất kết tủa khác. Anh này chất kết tủa khác này. Không có sự tồn tại của chất ly yếu. Anh này chất ly yếu này. Vì vậy nên chỉ có thể là đáp án C mà thôi. Chúng ta sang phần cuối cùng, phần tự luận của bài học ngày hôm nay. Cho phản ứng thuận nghịch giữa các khí trong bình kín thể tích không đổi, viết biểu thức tính hàm số cân bằng KC phản ứng trên. KC viết luôn. KC bằng nồng độ sau trên nồng độ trước mũ hệ số. Nồng độ của NH3 đây hệ số là 2 bình chia cho nồng độ của N2 nhân với nồng độ của H2 mũ 3. Ok nhá, ngon một cái. Khi đạt trạng thái cân bằng, được chưa? Mà biết rằng số cân bằng KC bằng thì tính nồng độ NH3 tại thời điểm đó. Thì bây giờ mình thế vào luôn nhờ. Ý B, ta có này KC bằng nồng độ NH3 bình chia nồng độ N2 nhân nồng độ của H2 mũ 3. Đề bài cho bằng, rồi thôi viết xuống dưới đi, suy ra này, đề bài này, KC bằng 0,1152 thế số vào nồng độ của NH3 bình chia nồng độ N2 là 0,08 nhân nồng độ H2 là 0,25. Vậy mình tìm được nồng độ của NH3 bình bằng 0,1152 nhân 0,08 nhân 0,25 bằng căn bậc 2 của N bằng 0,048. Suy ra nồng độ của NH3 bằng 0,048 luôn. 0,048. Ngon nhá. Tính nồng độ ban đầu của N2 và H2, biết ban đầu trong bình chỉ có khí N2 và H2. Ý C. Bây giờ thì hướng dẫn cho ta cách tính chậm N2 cộng H2 tạo thành NH3 hai lần. Được không ạ? Đây là 3, đây là 1. Ta có này ban đầu này,
Tính nồng độ ban đầu, đây là trạng thái cân bằng, ban đầu chưa biết, phản ứng chưa biết, cân bằng thì biết. Cân bằng NH3 là 0,048. Đề bài cho cân bằng của N2 là 0,08, H2 là 0,25. 0,08, 0,25. Được chưa? Vậy này, ban đầu tiên này NH3 không có gì, mà cuối cùng đúng H2 có mũ 3. À đúng, thank you em. H2 có mũ 3. Sorry, bấm lỗi đấy. Cảm ơn nhá. Mình sẽ có này 0,1152 nhân với 0,08 nhân 0,25 mũ 3 bằng căn en ạ. Đây 0,012 gọi. Thank you. Nồng độ NH3 phải là 0,012 gọi. Nó có mũ 3. Rồi, chính xác. 0,012. Vậy này, mình sẽ tìm được NH3 này, 0,012 mà ban đầu không có gì, vậy phản ứng đó là 0,012. Ok nhá. Vậy theo đường chéo này, 0,012 nhân 3 chia 2 thì bằng 0,018. 0,012 nhân 1 chia 2 bằng 0,006. Vậy ban đầu ta sẽ có là 0,08. Thầy tính có đúng không nhỉ? 0,012 nhân 3 chia 2 bằng 0,018 đúng không? 0,012 nhân 1 chia 2 bằng 0,006. 6 × 10⁻³. Vậy này, cân bằng này thì nó sẽ là N2 là 0,08 cộng với 0,006. 0,086 các em nhá. H2 là 0,25 cộng 0,018 bằng 0,268. Đấy, vậy ta tìm được nồng độ ban đầu của N2 là 0,086 và H2 là 0,268. Ok ạ. Cuối ạ. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nào khi hóa lỏng và lấy NH3 ra khỏi hộp hỗn hợp thì cân bằng sẽ phải chuyển dịch theo chiều làm tăng NH3 lên, nên là chuyển dịch theo chiều thuận. Tăng NH3 mà là chỉ chiều thuận. Tăng áp suất. Đây ạ, tổng hệ số chất khí là 4. Tổng hệ số chất khí là 2, tăng áp thì phải giảm khí. Vậy chuyển dịch theo chiều giảm khí, vậy là chiều thuận. Được chưa? Điện áp nhỏ hơn 0 suy ra chiều thuận là chiều phản ứng tỏa nhiệt. Tăng thu phải tăng thì phải cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt. Vậy thu nhiệt thì phải là chiều nghịch, tại vì chiều thuận là chiều tỏa nhiệt. Trên đây, thầy Minh vừa hướng dẫn cho các bạn chinh phục 10 điểm để thi giữa học kỳ 1 của trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, một trong số những trường mà đầu tiên thi giữa học kỳ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Và những bạn nào mà muốn đăng ký khóa học của thầy Minh dành cho các bạn lớp 11 thì có thể vui lòng inbox cho thầy Minh hoặc là liên lạc theo số hotline của thầy Minh. 09, đúng không ạ? 09. 09 gì? 09 gì? Từ thầy quên mất số hotline. Các bạn thầy tỉ tẹo. Số hotline của thầy Minh là 0969008. Đây. Hotline 0969008128 hoặc inbox theo nick cá nhân Vũ Tuấn Minh. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào buổi học sau nhé. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.